Em xin lựa chọn gói 20, 30, 30 ạ. Câu hỏi của Minh Toàn như sau. Tác phẩm nào được ra đời vào ngày 4 tháng 10 năm 1958 sau chuyến đi thực tế dài ngày tại vùng mỏ Quảng Ninh, đánh dấu sự trở lại của hồn thơ Huy Cận, rào rạt trong cảm hứng về quê hương đất nước? Và câu trả lời của em là Đoàn Thuyền Đánh Cá. Vâng, chúng ta đang muốn nhắc tới một bài ca lao động hào hùng và hứng khởi, Đoàn Thuyền Đánh Cá. Xin chúc mừng Minh Toàn. Minh Toàn đang thể hiện một phong độ rất bản lĩnh và vững vàng. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Ông Thắng quyết định sơn màu xanh ngôi nhà 4 tầng của mình. Hãng sơn mà ông chọn có 10 loại sơn màu xanh, có mức độ đậm nhạt khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sơn nhà sao cho mỗi tầng được sơn một loại sơn và các màu nhạt dần, từ thấp đến cao? Câu trả lời của em là 210 ạ. Cơ hội cho các bạn thí sinh còn lại. Không có câu hỏi này. Xin chúc mừng Minh Toàn. Rất xuất sắc. Người Việt có tín ngưỡng tổ chức hệ thống lễ hội. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Cha và mẹ được nói đến là các nhân vật nào? Câu trả lời của em, cha là Lạc Long Quân, mẹ là Âu Cơ ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Phan Quân. Câu trả lời của em, cha là Trần Hưng Đạo và mẹ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Vâng, hàng năm cứ đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch thì những người theo tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh tổ chức dâng lễ tại các đền nhiều nơi trên đất nước. Và có nhiều đền thờ Đức Thánh Trần trên cả nước, và tại những nơi này hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 8 âm lịch diễn ra lễ dỗ Đức Thánh Trần. Và đáp án chính xác là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Xin chúc mừng Văn Toàn. Em xin chọn 20, 30, 20. 20, 30 và 20. Là một cơ quan nằm trong ổ bụng phía sau dạ dày gần ruột non, túi mật và tá tràng. Có hai chức năng chính là chức năng ngoại tiết giúp tiêu hóa thức ăn và chức năng nội tiết điều chỉnh lượng đường trong máu. Đây là những mô tả về tuyến nào trong cơ thể người? Câu trả lời của em là tuyến dạ dày. Tuyến gan. Chúng tôi nghe rất rõ tiếng bấm chuông ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời bạn Minh Toàn. Câu trả lời của em là tuyến tụy ạ. Minh Toàn đã trả lời rất tự tin, rất chắc chắn. Còn chúng tôi thì thấy bạn xứng đáng có thêm 20 điểm. Phan Quân sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm của mình. Câu hỏi của bạn như sau. Căn cứ vào các đặc điểm khác nhau của lớp vỏ khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng? Bạn hãy kể tên các tầng đó. Câu trả lời của em là 5 tầng. Đó là đối lưu, bình lưu, trung lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Đức Mạnh. Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng giữa, tầng điện ly và cuối cùng là tầng ngoài khí quyển. Vâng, chúng tôi đã kiểm tra câu trả lời của cả hai bạn với ban cố vấn của chương trình. Và ở câu trả lời đầu tiên của Phan Quân, thầy giáo đã không cho điểm Phan Quân bởi vì bạn trả lời là tầng trung lưu, phải trả lời là tầng giữa. Và đáp án còn lại của bạn Đức Mạnh thì là một đáp án được điểm. Xin chúc mừng Đức Mạnh. Câu của em lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Phan Quân. Mỗi bước đi, tôi làm điệu run rẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc dâu. Cho ra kiểu cách con nhà võ, tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Đây là đoạn trích trong tác phẩm nào? Câu trả lời của em là tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Bạn có biết từ cà khịa có nghĩa là gì không ạ? Dạ, em quên mất. Từ cà khịa là một cái từ mà mình thấy rất nhiều bạn sử dụng có nghĩa là hay gây sự với người khác. Nhưng thực ra từ này đã xuất hiện từ rất lâu và đặc biệt xuất hiện trong tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Xin chúc mừng Phan Quân. Em xin chọn gói 233. Chúc Đức Mạnh thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm như sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nhắc đến phong trào nào của nước ta trong những câu? Nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.
tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do. Câu trả lời của em là bình dân học vụ. Bình dân học vụ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hoàng Nguyên. Câu lời của em là phong trào thi đua ái quốc ạ. Vâng, những câu chúng tôi vừa đọc được trích trong báo Nhân dân số 15 ngày 5 tháng 7 năm 1951 ở trang nhất, bàn về những thành tựu ban đầu và những khó khăn yếu kém trong thực hiện phong trào thi đua ái quốc. Xin chúc mừng Hoàng Nguyên. Giờ ra chơi, hai bạn An và Bình cùng trao đổi về tiết toán vừa qua. An viết lên bảng hai số tự nhiên và nói tổng của hai số này bằng 18. Bình tiếp lời, nếu nghịch đảo hai số rồi cộng chúng lại với nhau, ta được kết quả là 1/4 đó. Tìm hai số đó. Câu trả lời của em là 6/8 ạ. 6/8. Cơ hội cho các bạn thí sinh khác ạ. Ôi, đau. Và câu trả lời của em là 12 và 6 ạ. Chúng ta sẽ gọi hai số tự nhiên đó là A và B thì sẽ có các phép tính là A cộng B bằng 18 và 1/A cộng 1/B bằng 1/4. Suy ra chúng ta sẽ tìm ra được tích của hai số là 72 và đáp án chính xác đúng như những gì Minh Toàn nói, 6 và 12. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Đức Mạnh và chúc bạn thành công và may mắn. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Ever read books that imagine cool and futuristic stuff? Like June and 1984? Yeah. Those are part of a genre called science fiction. It's where writers let their imagination run wild with futuristic and fantastical ideas. Which genre are we talking about? Good luck. Fantastic. Fantasy. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Phan Quân. My answer is science fiction. Vâng, ở trong đoạn hội thoại vừa rồi thì hai thầy cô đã nhắc tới hai tác phẩm Dune và 1984 thuộc một thể loại, nơi các nhà văn có thể để trí tưởng tượng của mình bay xa với những ý tưởng tương lai và kỳ ảo. Và câu hỏi là các thầy cô đang nói đến thể loại nào? Đáp án chính xác là science fiction. Khoa học viễn tưởng, xin mời bạn. Em xin con 3 có 30 điểm. Rất quyết tâm. Trong tác phẩm nào, nhà văn Nam Cao đã nêu ra quan điểm kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Câu lời của em là chị Phèo ạ. Lão Hạc ạ. Lão Hạc ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Đức Mạnh. Câu trả lời của em là chị Phèo. Rất tiếc đó cũng chưa phải là câu trả lời chính xác. Chúng tôi đang muốn nhắc tới tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao. Câu hỏi tiếp theo, Hoàng Nguyên có muốn sao? Lựa chọn ngôi sao? Vâng, ngôi sao hy vọng dành cho Hoàng Nguyên. Hợp kim A chứa 25% kim loại đồng. Hợp kim B chứa 50% kim loại đồng. Cần dùng bao nhiêu gam hợp kim mỗi loại nêu trên để tạo ra 1 kg hợp kim chứa 45% kim loại đồng? Các bạn thí sinh còn lại, xin mời. Minh Toàn. Câu trả lời của em là 200g hợp kim A và 800g hợp kim B. Rất nhanh và rất chính xác. Xin chúc mừng Minh Toàn. Những câu thơ mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật, cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào của tác giả Phạm Đình Lân nhắc đến sự hy sinh của các chiến sĩ trong trận chiến bảo vệ tỉnh thành nào của nước ta? Hà Nội ạ. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời bạn Phan Quân. Câu trả lời của em là Hà Giang. Đây là những câu thơ trích trong tác phẩm Tấc đất thành cổ của tác giả Phạm Đình Lân. Chúng tôi đang muốn nhắc tới 81 ngày đêm đỏ lửa ở thành cổ Quảng Trị. Như vậy xin được chúc mừng bạn Minh Toàn là người giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay.